Trung Quốc có một câu nói, ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ dày xéo cả vạn dặm. Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên đô hộ 100 năm. Và câu đối này ý chỉ một vị tướng tài đã lãnh đạo người Việt đánh bại quân Nguyên, đó là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông đã làm được điều mà cả châu Âu và Trung Quốc không ai làm được. Tài năng đức độ và cả lối dẫn binh như thần của ông đều khiến cho hai đế chế hùng mạnh nhất bấy giờ phải kinh hồn táng đảm, sợ hãi khôn nguôi, nhưng đồng thời cũng khao khát có được tài năng của vị tướng tài. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228. Trần Quốc Tuấn ra đời khi họ Trần vừa thay thế nhà Lý làm vua trong một đất nước đói kém loạn ly. Trần Thủ Độ, một tôn thất tài giỏi, đã xếp đặt bày mưu giữ cho thế nước trông tranh thành bền vững. Bấy giờ, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, mới 11 tuổi, vợ là Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của dòng họ Lý. Vì nhường ngôi cho chồng, nên trăm họ và tôn thất nhà Lý dị nghị nhà Trần cướp ngôi. Trần Thủ Độ rất lo lắng. Bấy giờ, Trần Liễu, anh ruột vua Trần Cảnh, lấy công chúa Thuận Thiên, chị gái Chiêu Hoàng đã có mang. Trần Thủ Độ ép Liễu nhường vợ cho Cảnh, để chắc có một đứa con cho Cảnh. Liễu nổi loạn, Thủ Độ dẹp tan nhưng tha chết cho Liễu. Song điều này không dẹp nổi lòng thù hận của Liễu. Vì thế, Liễu kén thầy giỏi dạy cho con trai mình thành bậc văn võ toàn tài, ký thác vào con mối thù sâu nặng. Người con trai ấy chính là Trần Quốc Tuấn. Thuở nhỏ, có người đã phải khen Quốc Tuấn là bậc kỳ tài. Khi lớn lên, Trần Quốc Tuấn càng tỏ ra thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn. Trần Liễu thấy con như vậy mừng lắm, nhưng mong Quốc Tuấn có thể rửa nhục cho mình. Tháng 4 năm 1251, Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp lâm chung, Liễu cầm tay Quốc Tuấn trăng trối. Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Trần Quốc Tuấn vì đạo hiếu đã nhận lời, nhưng trong lòng vẫn không cho điều này là đúng đắn. Song cuộc đời Trần Quốc Tuấn trải qua một lần gia biến, ba lần quốc nạn và ông đã tỏ ra là một bậc hiền tài. Thu nhà, ông không đặt lên trên quyền lợi dân nước, xã tắc. Năm 1251, Trần Liễu qua đời, và đến năm 1257, Trần Quốc Tuấn bắt đầu được trọng dụng, mà theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Tháng 9 xuống chiếu, lệnh tả hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới, theo sự tiết chế của Quốc Tuấn. Chi tiết này khiến nhiều người nhầm tưởng, năm 1257, Trần Quốc Tuấn đã được phong là tiết chế, thống lĩnh quân đội. Không định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rõ ràng hơn. Tháng 9, hạ mệnh lệnh cho Quốc Tuấn đem quân trấn ngự biên thủy phía Bắc. Có thể hiểu thời điểm đó, Quốc Tuấn mới khoảng 20 tuổi, lại chưa có công lao gì, thì sao được trao chức tiết chế như Tổng Tư lệnh Quân đội trong lúc Thái sư Trần Thủ Độ mãi năm 1264 mới qua đời. Tuy nhiên, việc trao cho ông nhiệm vụ trấn giữ biên giới phía Bắc khi đấy là sự trọng dụng đầy mạo hiểm của vua Trần Thái Tông. Tại sao lại như vậy? Cần phải lật lại thời điểm 14 tháng trước, tức tháng 7 năm 1256. Sử chép, tháng 7 mùa thu, Vũ Thành Vương tên là Doãn chạy sang đất nhà Tống, bị viên quan bản thổ ở Tư Minh là Hoàng Bính bắt được đưa trả lại. Doãn là con An Sinh Vương Liễu. Do Lý Thị sinh ra, từ khi nhà vua chiếm lấy Lý Thị lập làm Hoàng hậu, An Sinh Vương đối với quốc gia có sự hiểm khích. Đến khi Lý Hậu mất, tên Doãn bị thất thế, nên đem cả gia quyến chạy sang đất nhà Tống. Bị viên quan bản thổ ở Tư Minh là Hoàng Bính bắt được đưa trả lại. Nhà vua ban vàng lụa thưởng cho Hoàng Bính. Từ bấy giờ, việc xét hỏi quan ải ngày thêm nghiêm mật. Hiểu một cách đơn giản, Trần Doãn chính là anh cùng cha khác mẹ của Trần Quốc Tuấn. Có thể là để làm vui lòng Lý Oanh và an ủi Trần Doãn, nên Trần Thái Tông đã phong cho Doãn làm vương trong lúc Trần Quốc Tuấn vẫn chưa được phong tước danh giá này. Thế nhưng, Trần Doãn vẫn trong lòng lo sợ nên đã mang cả gia quyến trốn sang Tống giữa năm 1256. Chỉ ở chi tiết này thôi cũng đủ dấy lên lo ngại rằng Trần Quốc Tuấn có thể hành động tương tự, và nếu ông có bụng khác phản bội vua Trần thì rất nguy hiểm cho Thăng Long. Vào thời điểm đó, có lẽ cũng có những tin đồn không có lợi cho Trần Quốc Tuấn về mối thù của cha.
Đến ngay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép cả chi tiết mơ hồ nhưng đáng sợ là Yên Sinh Vương trước đây vốn có hiềm khích với Chiêu Lăng, Chỉ Thái Tông, mang lòng hậm hực, tìm khắp những người tài nghệ để dạy Quốc Tuấn. Lúc sắp mất, Yên Sinh cầm tay Quốc Tuấn dối răng rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Nhưng vua Trần Thái Tông đã dẹp qua mối lo từ tin đồn, mối lo từ chuyện Trần Doãn trốn sang Tống để quyết trọng dụng Trần Quốc Tuấn. Và đó là quyết định sáng suốt bậc nhất trong cuộc đời Trần Thái Tông. Trần Quốc Tuấn, sau là Trần Hưng Đạo, không chỉ là trụ cột của nhà Trần mà còn là trụ cột của cả đất nước và trở thành biểu tượng sức mạnh trong cả lịch sử dân tộc. Trần Hưng Đạo từng có lần dò ý hai thuộc tướng thân tín của mình là Giã Tượng và Ít Kiêu về lời chối của cha. Hai thuộc hạ liền can: "Nếu thi hành kế ấy, dẫu có giàu sang được một lúc mà tính xấu để mãi đến ngàn đời. Đại vương bây giờ chả phải đã giàu sang rồi ư? Chúng tôi tình nguyện chết già làm người nô bộc, chứ không muốn làm sự bất trung bất hiếu để cầu may mà được một chức quan. Chúng tôi mong học được như người mổ dê tên là Duyệt ở thời Xuân Thu ngày trước." Trần Hưng Đạo nghe vậy thì cảm phục đến khóc, hết lòng khen ngợi hai người. Bấy giờ, quân Nguyên sang xâm chiếm Việt Nam. Trần Quốc Tuấn đã giao hảo hòa hiếu với Trần Quang Khải. Hai người là hai đầu mối của hai chi trong họ Trần. Đồng thời một người là con Trần Liễu, một người là con Trần Cảnh, hai anh em đối đầu của thế hệ trước. Sự hòa hợp của hai người chính là sự thống nhất ý chí của toàn bộ vương triều Trần, đảm bảo đánh thắng quân Nguyên hùng hãn. Sự hòa hợp giữa hai vị đại tướng của triều Trần còn được biểu hiện ở hành động. Trần Quốc Tuấn đã chủ động mời Trần Quang Khải sang thuyền mình trò chuyện, chơi cờ và sai người nấu nước thơm, tự mình tắm cho Quang Khải như anh em ruột thịt. Hành động đó đã củng cố tinh thần đoàn kết của vua quan triều Trần, của quân dân Đại Việt, trên dưới một lòng, đồng tâm, hiệp sức, nhất tề đánh tan quân giặc xâm lược. Một lần khác, Trần Quốc Tuấn đem việc xích mích trong dòng họ do ý các con. Ông vờ hỏi con trưởng Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn: "Cổ nhân giàu có cả thiên hạ, để truyền cho con cháu về sau, việc ấy còn nghĩ thế nào?" Hưng Vũ Vương nghe vậy mới thưa: "Việc ấy đối với người khác họ cũng không nên làm, huống chi là người cùng một họ." Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Hưng Đạo Vương còn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Tảng hùng hổ thưa: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ giấy phận nên có được thiên hạ." Trần Quốc Tuấn nghe vậy giận quá, rút gương kể tội: "Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra và định giết Quốc Tảng. May sao Hưng Vũ Vương chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay." Trần Quốc Tuấn mới tha cho. Sau đó, ông dặn Hưng Vũ Vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã, rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng." Cũng chính vì biết tấm lòng trung trinh với nước, với quan gia của Hưng Đạo Vương, nên vua Trần Nhân Tông đã rất tin cậy ở Trần Quốc Tuấn. Tháng 10 năm 1283, trong cuộc tập trận thủy bộ lớn để chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông đã phong Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế thống lĩnh quân đội toàn quốc, quyền hành nghiêng thiên hạ. Và càng ở vị trí cao, Trần Quốc Tuấn càng tỉnh táo trong hành xử để không làm nảy sinh những hiểm nghi không đáng có trong hoàng tộc. Năm 1285, khi cuộc chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh và đông đảo tới từ phương Bắc trong giai đoạn khó khăn nhất, gặp lúc tà yếu thế, Trần Quốc Tuấn phải xa giá nhà vua phiêu sạt trên sông tới dòng Ba Chẽ, Quảng Ninh hiện nay. Lúc ấy, chạy theo vua trong cảnh binh đao, tay ông có chống chiếc gậy có bịt sắt. Một số người thân cận ở bên vua thấy vậy có vẻ nghi hoặc và gườm gườm nhìn vào ông. Thế là Trần Quốc Tuấn đã rút ngay cái đầu sắt nhọn ném đi, chỉ còn lại cây gậy gỗ không để chống mà đi. Trong các cuộc chiến sau này, ông luôn hộ giá bên vua, tay chỉ cầm cây gậy một đầu bịt sắt. Thế mà vẫn có lời dị nghị, sợ ông sát hại vua. Ông bèn bỏ luôn phần đầu gậy bịt sắt đó đi, chỉ chống gậy không mỗi khi ở gần bên vua. Sự nghi ngờ về tấm lòng của ông dần cũng chấm dứt. Ông là người thông hiểu lẽ đời, chú ý cả tới những việc nhỏ thường ngày để tránh sự hiểm nghi, yên làm quan, nên làm dân, đoàn kết tất cả mọi người vì nghĩa lớn dân tộc. Cả cuộc đời của ông đã thể hiện một tấm lòng trung trinh son sắt vì vua, vì nước. Vào thế kỷ thứ 13, trong 30 năm 1258 đến 1288, quân dân nhà Trần đã 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông, viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Cho đến ngày nay, vẫn còn nguyên câu hỏi đặt ra cho lịch sử dân tộc ta, đó là
vì sao và bằng cách nào nước Đại Việt nhỏ bé, quân ít, dân không đông, tiềm lực có hạn lại đánh thắng một đội quân xâm lược khổng lồ, hùng mạnh, tàn bạo nhất trong lịch sử, có trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh đầy đủ và đã từng chinh phục các nước rộng lớn chạy dài suốt từ châu Á sang châu Âu. Phải biết rằng, tại châu Âu, sau một thời gian tung hoành chiếm hết Trung Á, vó ngựa Mông Cổ dồn dập tiến vào châu lục này. Các thành phố lớn như Moscow đều bị đốt cháy. Liên quân châu Âu được thành lập nhằm chống lại quân Mông Cổ cũng bị đập tan. Nhiều nước mong muốn cầu hòa và cống nạp cho quân Mông Cổ. Khi các vương công nước Nga chịu thần phục, quân Mông Cổ cho ván để lên đầu các vương công Nga để đặt bàn tiệc ăn mừng, 6 vương công bị đè đến chết. Vó ngựa quân Mông Cổ gây kinh hoàng khắp châu Âu. Biên niên sử còn ghi lại rằng, vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó. Tại châu Á, khi quân Mông Cổ đánh Trung Quốc là vào thời kỳ nhà Tống, quân Tống bị đại bại, phải bỏ kinh thành rồi tháo chạy hết lần này tới lần khác. Quân Mông Cổ truy đuổi theo. Năm 1258, quân Mông Cổ lần thứ nhất thất bại ở Đại Việt trong việc tìm cách mở một hướng từ phía Nam để đánh vào lãnh thổ Nam Tống. Trận đánh lần thứ nhất này, quân Mông Cổ chưa thật sự dành nhiều tinh lực vào Đại Việt mà chỉ muốn thôn tính nốt nhà Nam Tống. Cuối cùng, vào năm 1279, Nam Tống hoàn toàn bị Mông Cổ thôn tính. Trận đánh cuối cùng giữa quân Mông Cổ và quân Tống là trận Nhai Môn trên biển. Quân Tống có 20 vạn người, nhưng phần lớn trong đó là hoàng thân quốc thích và quân phục dịch chạy trốn giặc Mông Cổ. Quân Mông Cổ ít hơn rất nhiều nhưng vẫn bao vây tấn công quân Tống. Thần phụ chính Lục Tú Phu thấy tình thế tuyệt vọng, ôm vua Tống còn nhỏ nhảy xuống biển tự vẫn. Người Tống nhìn thấy cảnh này đều khóc than, rồi lần lượt nhảy xuống biển chết theo vua. Khung cảnh thật bi thương. 7 ngày sau, hàng trăm ngàn xác người nổi đầy khắp mặt biển. Đây được xem là một trong những sự kiện bi thương nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhà Tống bị diệt vong, đại hãn Mông Cổ Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên trở thành hoàng đế Trung Hoa. Trung Quốc bị đô hộ suốt 100 năm. Đó quả là thời kỳ đen tối trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi đánh tan nhà Tống, quân Nguyên tiếp tục mưu đồ tràn xuống phía Nam. Ngay từ tháng 8 năm 1279, sau khi diệt nhà Tống, Hốt Tất Liệt đã ra lệnh đóng thuyền chiến chuẩn bị đánh Đại Việt và Nhật Bản. Năm 1285, Hốt Tất Liệt phong cho con trai Thoát Hoan là Trấn Nam Vương dẫn hàng chục vạn quân tiến đánh Đại Việt lần thứ hai. Thế nhưng đến đây, vó ngựa đại quân Nguyên Mông vốn đã giày xéo khắp nơi từ Á sang Âu đã bị chặn lại bởi Trần Quốc Tuấn, vị quốc công thiết chế lừng danh sử Việt và thế giới. Lúc xuất quân, Thoát Hoan hùng hổ bao nhiêu, thì lúc chạy thục mạng về nước nhục nhã bấy nhiêu. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để tránh tên của quân dân Đại Việt, rồi bắt lính khiêng chạy trối chết về nước. Quân Mông Cổ chạy về đến đất Nguyên ở Trung Quốc rồi. Quân Đại Việt vượt qua cả biên giới tiến vào châu Tư Minh của Trung Quốc để tiêu diệt giặc. Khiến quân Nguyên hoảng sợ, chạy thoát rồi vẫn chưa hết run, tối ngủ không được vì ác mộng. Ngày 25 tháng 12 năm 1287, lần thứ ba quân Nguyên sang đánh Đại Việt, vẫn là Trấn Nam Vương Thoát Hoan cùng hàng chục vạn hùng binh. Thế nhưng, quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn rất điềm nhiên, năm nay đánh giặc nhàn. Quả nhiên lần này, hùng binh của quân Nguyên bị đánh cho đại bại, thêm một lần nữa nhục nhã rút về nước. Vậy làm thế nào mà Trần Quốc Tuấn có thể đánh bại quân Nguyên hùng mạnh khiến cả châu Á và châu Âu đều run sợ? Quân Nguyên đánh thắng khắp nơi từ Á sang Âu, nhưng chưa ở đâu gặp phải kế sách từ ngoại giao cho đến đánh trận như ở Đại Việt. Đầu tiên, trước khi tiến binh, quân Nguyên đã quen với việc uy hiếp nước khác bằng cách dùng sứ giả khuyên hàng. Thế nhưng, khi sứ giả quân Nguyên đến thì nhà Trần bắt phải quỳ trước mặt vua theo đúng phép tắc. Kế sách của Trần Quốc Tuấn khi đánh quân Nguyên có thể gói gọn trong mấy chữ: vườn không nhà trống, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, dùng đoàn binh phá trường trận. Khi đánh nước khác, quân Nguyên thích đánh vào kinh thành vì nơi đây tập trung đa phần quân chủ lực. Đánh kinh thành thì cũng tiêu diệt được quân chủ lực đối phương, lại có thể cướp bóc lương thực và nhu yếu phẩm. Thế nhưng khi đánh Đại Việt thì quân Đại Việt lại chủ động rút khỏi kinh thành, thực hiện vườn không nhà trống. Điều này khiến cho quân Nguyên dù chiếm kinh thành vẫn không gặp được quân chủ lực của Đại Việt. Kinh thành lại trống không nên không thể cướp bóc được gì. Quân Nguyên tiến đánh với sách lược đánh nhanh thắng nhanh, nhưng quân chủ lực của ta lại rút đi nhằm bảo toàn lực lượng, khiến quân Nguyên không thể đánh nhanh thắng nhanh được.
Trần Quốc Tuấn lại cho các toán quân nhỏ liên tục chặn bước tiến của địch, đánh để tiêu hao sinh lực và phá hủy lương thực rồi rút ngay. Quân Nguyên truy kích không tìm thấy các toán quân này vì không thông thạo địa thế. Quân Nguyên không gặp được quân chủ lực Đại Việt để đánh, cũng không biết quân chủ lực rút về đâu mà đuổi theo. Lâu ngày, quân sĩ lại mệt mỏi vì phải liên tục chống đỡ các cuộc tập kích của các cánh quân nhỏ vẫn diễn ra hàng ngày. Dần dần, tình hình quân Nguyên lương thực đã cạn kiệt, quân sĩ mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc chiến nữa, sĩ khí không còn. Lúc này, Trần Quốc Tuấn mới điều động đội quân chủ lực phản công đánh thẳng vào quân Nguyên. Trước sức mạnh tấn công của Đại Việt, quân Nguyên hoảng sợ, không hiểu các cánh quân ở đâu hiện ra nhiều không kể xiết. Do tâm lý mệt mỏi, quân Nguyên không thể thắng được sĩ khí của Đại Việt nên đại bại, rút chạy về nước. Trước sức mạnh của đội quân làm run sợ khắp nơi trên thế giới, Đại Việt cũng không ít người xuống tinh thần. Lúc đó, Trần Quốc Tuấn đã làm hịch tướng sĩ để vực dậy tinh thần kháng nguyên của quân sĩ. Khi các tướng sĩ lo lắng, Trần Quốc Tuấn có hiềm khích với nhà Trần. Anh em không thể hòa thuận, ông đã tắm cho em họ của mình là Trần Quang Khải trên chiến thuyền trước sự hò reo của ba quân. Khi quân ta rút khỏi Thăng Long, người rời đi sau cùng là Trần Quốc Tuấn. Khi quân ta phải rút lui trước sức mạnh của giặc, nhà vua hội họp các tướng rồi dò hỏi hay là nên hàng. Trần Quốc Tuấn đã khẳng khái nói ngay, xin bệ hạ hãy chém đầu thân trước đã rồi hãng hàng. Từ đó, mọi niềm tin và ánh mắt của triều đình đều dồn cả vào Trần Quốc Tuấn. Ông trở thành trụ cột của nhà Trần trong hai lần đánh quân Nguyên Mông. Chính vì tài nghệ và những công lao to lớn đó mà Trần Quốc Tuấn được các học giả quân sự nổi tiếng thế giới xếp vào danh sách những nhà quân sự tài ba của thế giới cùng với Nguyễn Huệ Quang Trung và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời hiện đại. Với chính sách lòng dân không chia, cả nước góp sức chống giặc của Trần Quốc Tuấn đã tạo nên móng xây dựng quân đội thường trực và các đội dân binh nhiều tầng nhiều lớp để sẵn sàng ứng phó có hiệu quả chống lại kẻ thù hùng mạnh. Cả nước nhất tề đứng dậy theo hiệu triệu của triều đình. Tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liêu chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Hưng Đạo Đại Vương từng nói với vua Trần Anh Tông, có thu phục được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được. Dưới trướng của Trần Quốc Tuấn, có đội quân do Phạm Ngũ Lão chỉ huy đều một lòng thân yêu như cha với con, đánh đâu tất thắng đó. Trần Quốc Tuấn đặc biệt quan tâm tới sức mạnh tinh thần của quân dân tướng sĩ. Tinh thần đó là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo thắng lợi của cuộc chiến. Nên trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba, ông đã dự đoán được sự thất bại không thể tránh khỏi của kẻ thù. Trần Quốc Tuấn đã nói với vua Trần Anh Tông rằng, quân Nguyên nếu nó lại sang thì quân ta đã quen việc đánh dẹp, mà quân họ thì ngại về đi xa. Và lại họ đã cạch về sự thất bại của hàng quán, không có lòng chiến đấu nữa, cứ ý thần xem thì ta đánh tất được. Năm 1300, Trần Quốc Tuấn ốm nặng, vua Trần tới thăm và hỏi ông về kế sách giữ nước. Trần Quốc Tuấn đã đúc kết kinh nghiệm trong suốt cuộc đời đánh giặc giữ nước của mình một cách xúc tích. Ngày xưa, Triệu Vũ giữ nước, vua Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã. Đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời Đinh, Lê dùng được người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới. Dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm Liêm đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ổ Mã Nhi bốn mặt bao vây vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước nhà góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui nên vậy. Nước ta đất không rộng, người không đông, tiềm lực hạn chế, lại luôn phải đối phó với sự xâm lăng của các quốc gia lớn mạnh hơn mình gấp bội. Muốn đứng vững, tồn tại và phát triển với tư cách là một nước độc lập, tự chủ, không bị đồng hóa, không bị thôn tính, và biến thành nước chư hầu của phong kiến phương Bắc. Cộng đồng người Đại Việt phải đoàn kết chặt chẽ, lựa chọn kế sách, tìm ra nghệ thuật giành thắng lợi trước kẻ thù. Ông viết, nếu giặc đến chậm như cách tầm ăn, không cần của dân, không cần được chóng, thì phải chọn dung hơi giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy. Tùy thời mà làm, có thu được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được, và khoan thư sức dân để kế sâu gốc rễ bền, đó là thượng sách để giữ nước. Thực tiễn ba lần đại thắng quân Nguyên Mông là một điển hình cho sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả, tư tưởng sĩ đoàn chế trường của Trần Quốc Tuấn.
khí thế sát thát của quân dân Đại Việt thời Trần đã được phát huy cao độ. Sĩ khí đó đã có sức lay động cả khối cộng đồng dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc tham gia đánh giặc, và quan trọng hơn, đã khơi dựng cả sự đồng tâm hiệp lực của Hội đồng Bộ Lão tại Hội nghị Diên Hồng lịch sử, lôi cuốn đến cả cậu bé Trần Quốc Toàn thu giặc đến bóp nát quả cam vua Ban lúc nào không biết. Điều đó một lần nữa khẳng định chân lý về lòng yêu nước của nhân dân ta trong truyền thống dân tộc. Công lao của Trần Quốc Tuấn không chỉ là người góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống xâm lược thời Trần đi đến thắng lợi, mà những tư tưởng quân sự chính trị của ông vẫn còn sống mãi với thời gian và vẫn phát huy tác dụng cho hậu thế trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.